Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh em một cái app biến hình. App này có thể biến anh em thành diễn viên điện ảnh nổi tiếng giang bóng một thời, từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Để xem app này hoạt động như thế nào, mời anh em xem hết một đoạn video của mình vừa tạo. Để làm được một cái video như anh em vừa xem, anh em vào cần xe play tìm và tải cho mình cái app này về, giống y như cho mình luôn nha anh em. Bây giờ mình vào ứng dụng và thiết lập nó. Bây giờ anh em bắt đầu mở ứng dụng lên nè. Đây là một cái ứng dụng của Trung Quốc nha anh em. Anh em chọn vào cái ô màu vàng ở đây. Rồi anh em chọn vào cái chữ My ở phía bên đây. Bây giờ mình thiết lập tài khoản. Anh em chọn chỗ login nè. Anh em chọn chỗ biểu tượng Facebook nè. Rồi, khi anh em đã cài Facebook trên cái điện thoại của mình là khi anh em chọn vào cái biểu tượng Facebook nó sẽ tự động đăng nhập nghe anh em, như máy của mình như vậy. Nhiều anh em khác có cách đăng nhập tài khoản khác, nhưng mình chỉ chia sẻ cho anh em cách đăng nhập trên tài khoản Facebook nhanh cho anh em dễ hiểu. Sau khi anh em đăng nhập xong, anh em trở về cái chỗ video nè. Rồi, trên đây có rất là nhiều mẫu, anh em thấy thích mẫu nào thì mình chọn mẫu nấy để mình chỉnh sửa. Bây giờ mình chọn một mẫu để mình làm cho anh em xem. Rồi, anh em chọn chỗ chữ read nè. Rồi anh em chọn chỗ dấu cộng nè. Anh em chọn một bức ảnh mà mình chụp sẵn nha anh em. Anh em chụp sao mà thấy rõ cái khuôn mặt của mình là được. Sau khi anh em chọn bức ảnh xong, anh em chọn chỗ chữ read nè. Rồi anh em đợi một chút. Rồi, bây giờ cái khuôn mặt đã được thay đổi rồi nghe anh em. Anh em nhấn vào cái chỗ chữ sale nè. Anh em chọn cho phép. Anh em đợi nó lưu video một chút xíu nữa là xong nghe anh em.
chữ sao Queen này mà nó đầy luôn là ok rồi đó. Rồi, khi này như vậy là đã xong nghe anh em. Bây giờ mình trở lại đây mình kiểm tra nè. Anh em vào chỗ chiếu mi để kiểm tra nè. Đây. Cái video mình vừa tạo ở đây nghe anh em. Hiện tại cái video này nó chỉ lưu ở trên cái app này thôi, chứ thực tế nó chưa có lưu được về máy của anh em. Để lưu được về máy của anh em, có thể chia sẻ lên Facebook hoặc là YouTube. Mình chia sẻ cho anh em một cách. Bây giờ mình thoát ra ngoài đi. Theo cái cách riêng của mình á, là anh em tải giùm mình cái ứng dụng KMaster này nè. Sau khi anh em đã tải về rồi, cài đặt về máy rồi, anh em trở lại cái ứng dụng nè. Rồi, anh em chọn chỗ cái video này nè. Rồi anh em chọn chỗ chữ sale nè. Rồi anh em chọn chỗ ba chấm nè. Rồi anh em chọn chỗ KMaster nè. Rồi, cái video vừa rồi á, nó sẽ chuyển về ứng dụng KMaster này để mình có thể chỉnh sửa hoặc là xuất video luôn. Cái cách của mình tức là mình lấy một cái ứng dụng chỉnh sửa video, bắt đầu mình lấy cái app đó mình chia sẻ trên cái ứng dụng chỉnh sửa video này, bắt đầu mình xuất video ra như bình thường. Anh em chọn chỗ này nè để mình bắt đầu xuất video. Rồi anh em chọn độ phân giải ở đây, tỷ lệ khung hình. Rồi anh em nhấn chỗ export, bắt đầu xuất dự án. Rồi, như vậy đã xong nghe anh em. Tức là mỗi người có một cách lưu video riêng. Nhưng mà cái cách riêng của mình á là sử dụng KMaster. Nhiều anh em khác có cách lưu khác, chia sẻ cho anh em để anh em sử dụng nghe anh em. Rồi bây giờ mình trở ra mình kiểm tra cái video mình vừa xuất nè. Anh em chọn chỗ video nè. Đây,
cái video mình vừa xuất nằm ở trên đây nghe anh em. Rồi, nội dung video ngày hôm nay mình cũng xin được dừng lại ở đây. Chúc anh em thành công. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp của mình. Xin chào.